Nghĩ càng của nó nè. Hả? À. Bò à. Chui đi. Bò. Nó bò các bạn ơi. Nó còn sống. Nó càng ra nè. Bắt đường con đó nè. Ốc nhỏ không à. Hai con. Tính nãy được ba con rồi. Đường con nữa. Nó nhỏ không à, không có bự. Được thu. Thế tổng cộng được 4 con rồi các bạn, nãy con kia thả rồi. Đây, 4 con ống. 3 con rồi. Mấy phim nãy giờ bắt không các bạn? Hàng con ở đây các bạn. Nó mượn tâm. Đây một con nữa. Giờ là mới thấy nhiều nào, nãy không thấy con nào hết. Ờ, nó bò ra nè. Ê, nó bò ra nè. Chui vô à. Mình canh nước nó dội lên á, cái nước nó trồi xuống cái mình thấy đó các bạn. Cái ngóc nó lú ra liền. Hồi nãy giờ mình không thấy con nào á. Anh Tâm thấy không à. Con này nó đang bò chạy nè. Bốn con không. Hai con này nó sung quá. Các bạn coi nó, hai con nó bung ra nè. Con này rớt xuống đất cái thấy nó nhúi luôn liền. Chạy đâu con? Chạy trốn mà con. Con còn nè. Này con này hơi xấu. Nãy giờ mấy con người ta. Nó vậy chứ nó không chết. Cái này 6 con hả? À? 7 con. 7 con. Ăn kiên con nữa. Hiện tại mình đang đến đồi cát nha các bạn. Ở đây thì mình đi chân không rồi các bạn ơi. Chứ mang dép là xíu là mắc dép luôn á, là phải bỏ dép ra mình đi á. Ôi dạ. Bỏ dép ra thì đập gai. Mà mang dép thì người ta nói mang dép là mắc dép rất là chịu. Ai cũng nói hết bạn ơi. Cái này đảo á. Gió mát quá. Nên người ta đem mấy cái này lên để người ta lướt chán các bạn. Này chạy cũng không nổi các bạn ơi, nặng quá. Không biết trên đảnh như thế nào nữa. Để mình lên quay cho các bạn coi. Nhưng mình đi mình đạp nó đắt xíu cái đau giò luôn, mỏi chân luôn. Thì người ta đang đi lên đó các bạn.
trên đây có người bán nước anh quá, mình cũng đang khát nước. Wow, bên kia có cái đội đảo nha các bạn ơi, đó đó đó, đội cát nó bay kìa. Ồ, mấy cái bụi cát đảo quá, không lượng luôn, gió nhiều quá. Mỏi chân quá. Ồ, đội cát bên kia các bạn ơi, ở trên đó hút trên đó là người ta trượt dán các bạn, có anh nằm chung mình á, lấy một tấm rồi mà câu đỏ đi hướng đằng kia kìa, ổng để ổng lướt xuống á, ổng đang quơ đó để cho ổng lướt rồi coi sao để quay lại các bạn coi coi. Ở đây thấy nhiều người trên mạng nha, nhiều người lướt đã lắm rồi mình chưa thử luôn các bạn ơi. Rồi lướt mình đi hồi mỏi chân quá, mệt luôn á. Ở đây là nếu mà như người ta nói đúng các bạn, mang dép là thua. Tại nhiều người nó mang dài là xíu dài để nhóc cát luôn á, mang dép thì khó đi. Mình nói thiệt chứ mình bỏ dép mình đi luôn nè, nó thà bước nhẹ đi cho thoải mái, mang dép dướng bặn quá thì mệt bạn ơi. Wow, quá tuyệt tuyệt hả. Cái hành mình đang chạy lên ngay ngón tay mình chị, nó đang chạy lên để lướt xuống các bạn. Wow, quá mệt. Trong chuyến đi này có hai cameraman đi theo quay cho công ty nha các bạn, nó hành đó đó. Wow, đợt cát cao quá. Ồ, nó bay kìa các bạn ơi, cát nó bay xào xào luôn. Chứ mình lên lúc ở trên đồi cát đó mình quay cho các bạn coi nha, coi xung quanh nó như thế nào. Giờ thì mình đang trớn mình đi tới đó luôn rồi. Quá trời mệt các bạn ơi, mỏi chân quá. Thật sự nói với bạn á, xung quanh đồi cát này nó cũng không có rộng gì bao, nó nói chung là nó không có lớn như mấy, nếu gọi là sa mạc thì không thấy cây cối, không thấy nhà đâu các bạn, ít thấy lắm. Mà ở đây cũng thấy, cái đây là gọi là đồi cát thôi chứ không phải sa mạc nữa, mà cũng gọi là phần sào sa mạc nha. Cái này nè, mệt lắm mấy bạn ơi, quá trời mệt luôn. Ở đây thì cũng có nhiều người đến tham quan nha các bạn, nè mình quay cho các bạn coi nè. Đó, hai anh mình lướt đó, làm chung á, lướt cho nó đúng không, đè lướt đứng nghiêm đe rồi kìa. Lên kia mấy anh làm gì vậy, quay phim hả? Để mình đi lên đó luôn. Gần tới rồi bạn, cát nó bay kìa. Đi ra là cho leo lên mà cát nó bay vô người bóp luôn. Rồi nguyên cái thành phố luôn. Lên trên cao, lên đồi núi cao là thấy nguyên cái thành phố luôn các bạn ơi. Trời ơi, nguyên cái biển luôn kìa. Đẹp quá. Wow, thật là tuyệt vời. Đẹp quá mấy bạn ơi, mình kêu cái biển kìa. Còn một phút nữa lên tới đồi cát thôi, mình chạy lên cho nhanh nha, quá trời mệt đi, đang đau bụng mà chạy đại lên. Wow, có cát nó bay kìa, đang quay rồi đó nè, đẹp lại luôn các bạn ơi, đẹp thấy nguyên thành phố luôn. Có cát nó bay kìa, ở trên đây thì đất nó cứng mà, đất thì cứng. Đang đi ra rất là nhiều, xung quanh đẹp quá, mình đang để đi ra sóc eo đau bụng luôn các bạn ơi. Đứng đây là cao nhất ở đồi cát rồi nè. Wow, xung quanh nè các bạn, đẹp quá, đẹp tuyệt vời các bạn.
cát vậy mà gió thổi vậy mà không hết đống cát này ta. Không đó đâu. Ở đây là chị thổi gió khác lại thấy ngược vậy mà. À đây thổi bay bảnh luôn. À nãy nghe anh kia nói rồi. Nhưng hiện tại là cát cứng nè. Hiện tại là cái đồi cát mình đang đứng ở đây các bạn. Gió đang thổi bên kia. Cái khoảng tới chiều cái đồi cát này nó đi qua bên kia các bạn. Cái gió thổi ngược đi qua bên đây các bạn. Thì luồng gió nó đi qua đi lại, đi qua đi lại như vậy đó. Chứ cái đồi này không phải nằm yên một chỗ này đâu. Nãy mình nghe chú tài xế nói á. Trời ơi, đồi cát ở dưới là một hố luôn kìa, nhìn đã các bạn. Một hố sâu luôn kìa. Xung quanh nhìn đẹp quá. Xuống rồi. Này chắc mình thử quá. Mình thử quay lại cho các bạn coi ha. Để mượn ngay đây chứ giờ mượn ngay đây. Đấy, té té lượn con mèo luôn. Rách luôn rồi. Tay ơi. Cho em kéo với cái đường. Hai người được không? Hai người được mà. Hả? Hai người được không? Hai người được không? Hai người luôn. Hai người luôn. Đường quá, chưa có đường. Vậy chưa hả? Vậy chờ trước đi. Có được đâu? Đi vậy té chết luôn á. Gì vậy? Anh được em ngồi sao nha anh? Rồi sao sao được được. Sống được. Mai cho mượn ơi. Nó điếu được. Thằng ơi. Mượn mình chơi luôn nè các bạn. Đẩy anh đây. Đẩy cho. Đẩy. Rồi. Đẩy. Ơi. Ơi. Xuống xuống. Xuống ơi. Không xuống rồi các bạn ơi. Má người 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 có 50 kg mà xuống nổi. Ây da. Ây da, ui một đống cát ở đây luôn rồi sao xuống nổi. Dạ. Trả nè. Trời ơi cái quần mình cát quá các bạn ơi. Dạ, đang đau bụng mà về đi mệt quá. Té. Ây da, cái gì đây vậy? Trả à. Thả 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 giò ra mới xuống được. Trời ơi cái đít cái đít cái người em vừa cát không à. Xuống anh ta ơi. Xuống thả ra này để lo cho để lo cho lo cho đây dở rồi lên đi rồi xuống đi mà lo em mới đi xuống tới dưới rồi các bạn ơi. Để mình đi xuống dưới đây luôn coi. Ồ dưới đây anh như là một cái thủy quái vậy các bạn. Cứ như là mình xuống đây có con quái vật lòm xuống vậy á. Wow, như đây đảo quá. Ở dưới đây không có miếng gió luôn á. Rồi, đang đứng ở cái giữa đất luôn. Người ta ở trên đó các bạn. Xung quanh là một cái hố thật sâu. Ờ mình đau bụng quá mấy bạn ơi. Nãy giờ mình đi đau bụng quá, giờ mình lên cái chỗ nào mình ngồi coi. Ờ cái quần mình giờ cát không có trong luôn à. Cát quá. Thôi mình lên cái chỗ nào ngồi các bạn, mình đau bụng quá.